3 giám khảo H, 1 Tôn. Tung tung cao lên, cái đó là rải rồi. Quay nè. Nè, có cái phim nào đóng á mà hai ông bà đầu nậu có đạo diễn với đạo diễn nằm tuốt ở dưới đây chui dưới gầm giường không? Còn bo dưới gầm giường nữa mới ghê chứ. Trốn gì mà diễn viên. Ừ. Sao bị thấy. Kinh dị thiệt. Nhưng con người đã làm việc từ sáng đến trưa. Gì từ sáng tới trưa? Nè, chưa chứ gì nữa. Ok. Chưa nhưng mà chưa 10 giờ tối. Được rồi, một ngày mới. Đầu quay qua đây. Chứ, chú là chuẩn bị sớm, thấy không? Chú là phải áp ngay từ Úc chú nó câu đầu tiên là vẫn còn bình tĩnh. Vẫn còn là vẫn còn, đó. Vẫn còn đứng đó luôn hả? Vẫn còn đứng đó luôn, nói câu đầu tiên. Đúng không nhớ? Đúng rồi. Xong rồi sau đó tới câu thứ hai. Đúng rồi, tới câu hai mới bắt đầu nhào tới. Tới câu cuối á. Bà nhịn mẹ không được sao mới nhào tới, đúng rồi, sợ sực, đúng rồi, đó nhớ cái đó nha. Rồi thì ngay cái khúc đó đó anh, có nghĩa là alo, ngay khúc đó đó anh là phải bắn qua cho chú vẫn còn dựa nè. Chú sẽ nói à, bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, mẹ còn sống bao lâu, bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, mẹ còn sống bao lâu đâu. Rồi tới lúc mà cái câu sau đó nhào nè, cứ nhào là chú sực nè. Bà nhịn mẹ một tiếng không được sao được, nhào tới liền rồi, lao thật là nhanh nha. Mà tới đó nha, lao thật là nhanh, nhưng mà lao xong lúc mà cam chỉa qua đây thì chú đứng sau cam để đang bắt cô. Không rồi, không rồi đó. Ồ, gia đình dễ thương quá ha. Nhìn là biết hạnh phúc rồi. Gia đình không có ai mà gọi là khác quyết thống. Chứ từ sáng tới chiều luôn. Chứ từ sáng tới tối luôn. Chửi từ xấu giờ sáng giờ tối bây giờ. Em hai dễ chị quen tới luôn chị. Em bị rác rồi đó. Hello.